Xin chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Vừa rồi anh em cũng thấy một đoạn ngắn video mình làm và cùng cái tiêu đề anh em cũng biết rồi, cũng trên ứng dụng KaiMaster này. Hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái hiệu ứng mực loang màu nghe anh em. Về phần vật liệu trong video, mình cũng đã để dưới phần mô tả của video này để anh em dễ dàng sử dụng nghe anh em. Anh em cứ theo link rồi tải về, rất là đơn giản luôn. Mời anh em xem tiếp video này để cùng mình thực hiện nghe anh em. Bây giờ anh em mở ứng dụng KaiMaster lên, chọn chỗ tạo mới, chọn 16:9, chọn tiếp theo, chọn hình ảnh. Mình sẽ lấy một cái nền đen nghe anh em. Bây giờ kéo nó ra để lấy thời gian phù hợp nè. Chọn lớp, chọn phương tiện, chọn video vật liệu mực loang màu. Chọn ở đây để video lấy hết màn hình nghe anh em. Chọn lớp, chọn văn bản để tạo ra cái dòng chữ mở đầu. Rồi, ok. Cái này tùy chọn nghe anh em. Anh em muốn tạo thế nào mình thấy thích là ok. Chọn hiệu ứng ra vào hợp lý cho cái dòng chữ nha anh em. Rồi bây giờ anh em chọn vào cái chỗ video nền xanh nè. Chọn phím chroma. Chỗ hai cái thanh điều chỉnh anh em để là 42 và 54 nha anh em. Anh em cũng thấy cái nền xanh vẫn còn nè. Tiếp tục chọn bộ lọc màu, chọn đơn sắc, chọn MO3. Vậy là ok. Bây giờ anh em chọn lớp, chọn phương tiện, chọn ảnh. Chọn chỗ 3 chấm ở đây, chọn đưa về sau cùng. Bây giờ anh em kéo video về phía sau, điều chỉnh bức ảnh cho phù hợp với cái khoảng trống ở đây. Lớn nhỏ, rồi qua lại lên xuống tùy ý. Điều chỉnh xong anh em kéo bức ảnh đến hết cái phần mực loang màu, rồi dừng. Rồi anh em tiếp tục chọn lớp để lấy bức ảnh khác. Để tạo phần mực loang màu kế tiếp nha anh em. Toàn bộ thao tác y chang như bức ảnh 1 cho đến hết đoạn video nha anh em.
Sau khi điều chỉnh 8 bức ảnh, bây giờ mình bắt đầu xem thành quả của mình nè. Vậy là cũng ok, nhìn cũng được rồi đó anh em. Anh em lưu ý là khi sắp xếp những bức ảnh phải liền kề với nhau, tức là bức ảnh thứ nhất hết là bức ảnh thứ hai bắt đầu. Cứ thế mà hết đoạn video là ok. Mình xin dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.